Tôi mô hình mạng nó không có gì cả, nó hai vùng mạng 10.1.1.0 và 12.16.1.0. Yêu cầu đặt ra là chỉ cho phép máy 10.1.1.2 vào thôi, còn máy 3 không được vào. Ok không nhỉ? Máy 3 không được vào. Thì bây giờ cô Huỳnh nhỉ? Rồi. Và yêu cầu cô Huỳnh là standard acrylic. À. Lô sắt. Interface phát 0/0. Interface phát 0/1, đúng không? Máy à? Thằng này 1.2.16.1.2. Đây cắt quay nhá. À, thằng này 10.1.1.2. Thằng này 10.1.1.3. Ok, thôi đi đây. Bây giờ làm nào để các PC này bây giờ bình thường nó sẽ binh được với nhau, em không phải làm gì cả, đợt đã pin rồi, binh. Binh rồi. Binh rồi. Binh rồi, không binh rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ làm nào để tôi chỉ cho phép máy 2 thôi và chặn máy 3. Được chưa? Rồi, Acrylic 1 deny 10.1.1.3 hot à 0.0.0.25. Được chưa? Acrylic 1 có cho phép tất cả hoặc là cho phép máy 2 hoặc là cho phép tất cả, cho phép anh đi. Như này được đi. À, xin gọi nhầm. No đi. So acrylic. Thấy chưa? Em nâu đi cả, em xóa cả acrylic luôn, nhớ chưa? Vẫn phải có lại acrylic 1. Bơm ít gì? Hèn đi rồi. So acrylic 1. Đây. Ok chưa? Bơm ít anh. Bây giờ có tác dụng chưa? Có dụng chưa? Làm nào. Một in đúng không? Acid 1 apply theo chữ in. Đấy. Apply cái thì thằng này bình không? Hả? Bình không? Bình được. Thằng này bình không? Unreachable. Hiểu chưa? Tôi đã chặn thành công. Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra là bây giờ nếu mà tôi muốn chặn thêm thằng 10.1.1.3 được không? Chặn thêm 10.1.1.3 được không? Đây. Bơm ít thằng này rồi. Bơm gì nhỉ? Đến nay thằng này rồi, cho phép tất cả. Bây giờ thêm thằng 10.1.1.2 được không? Ta chặn thêm thằng 1.1.2 nữa. Làm nào, viết đề này dưới à? Viết đề này tiếp à? Thì nó ăn thành thằng 2 rồi, em hiểu chưa? Em viết tiếp thì cũng được. Bây giờ làm nào phải chèn nó giữa 1 cả 2 đúng không? Được chưa? Đúng chưa? Phải chèn từ 10 đến 20 chèn 1 2. Thì không làm như thế. Đối với standard acrylic mà với viết bằng số không làm như vậy. Thì tôi phải chuyển sang viết bằng gì?
Name Axelit thì viết đơn giản thôi. Bước 1 nhá. Ok đây. Bước 1 này. Anh phải gỡ cái Axelit khỏi Axelit số khỏi cổng này đã. Được chưa? Interface phát 0.0. Gỡ đi vào lệnh gì? IP access group 1. Xóa đi đúng không? Đúng chưa? Em hiểu không ạ? Ok chưa? So thích có còn không? Còn bình thường, em hiểu không? Như tôi đã gỡ ra rồi. Bình thường. Đó. Rồi tôi sẽ tạo bằng name. Bạn có lệnh như sau. Bạn nhìn đây. IP access standard name là gì cũng được, tên gợi nhớ std anh ví dụ vậy. Sau đó người ta xuống dòng đó bợ nói là gì, chặn thằng nào 3 host 10.1.3 được chưa, hoặc là đến nay 10.1.1.3 hoặc các bạn là 0.0.0 được, còn gì permit thì any cho phép tất cả đúng không, ok không? Thì lúc này thì sao? Thằng này bình không? Đúng chưa? Thằng này bình không? Vì sao? Đã làm cổng đâu đúng không? Đó, interface phát không trên mấy? Name STD. Rồi. Bây giờ bình không? Được chưa? Em được chưa? Thì bây giờ tôi kiểm tra lại nhá. Không bình được. Đây. Nó vẫn nhớ Axelit nhưng quan trọng thằng nào nó apply thôi. Đến nay thằng 3 cho phép tất cả. Bây giờ đến nay thằng 2 làm nào? Như ông đấy, phải chèn vào giữa đi. Rồi. IP Axelit extended asap bao nhiêu? Thì standard. Thế. Chèn vào giữa làm nào? Thằng này 10, cái 20 rồi chèn vào giữa. 11 là số thứ tự của nó. Ok không? Deny hot 10.1.1. Ok không ạ? Đánh số 11 sau khi giữa. Sâu gì? Thấy chưa? Chèn giữa chưa? Khi mà chèn vào giữa như thế này rồi ấy thì thằng 2 thử binh nhá. Chặn được chưa? Thấy chưa? Vậy muốn sửa Axelit ấy là các bạn nên đặt bằng gì nhỉ? Bằng name và chèn vào giữa. Ok, rồi.